bạn mới thì chúng ta cũng sẽ ôn lại bài chúng ta đã học ngày hôm qua là một người tâm vấn hay là tư vấn. So we talked about the heart of counseling. Ngày hôm qua thì chúng ta có nói về trọng tâm, tấm lòng của sự tư vấn. Or God's heart towards counseling. Hay là tấm lòng của Đức Chúa Trời về sự tư vấn. And there was two things that came out around the heart of God. What is God's heart, or two aspects of counseling that are very important? Ngày hôm qua khi chúng ta nói về tấm lòng của sự tư vấn hay là tấm lòng của sự tư vấn đó, thì chúng ta đã rút ra được hai cái vấn đề liên quan đến tấm lòng của Ngài. Solomon talked about it a lot. Ông Solomon đã nói về điều đó rất là nhiều. Hai điều đó là điều nào? Liên quan đến sự tư vấn thì tấm lòng thì đời như thế nào? Ngày hôm qua chúng ta rút ra được hai điều. Quý vị còn nhớ không? The spirit of tinh thần. Là thánh linh của sự thông biết và khôn ngoan. And then we talked about what is wisdom. Rồi sau đó chúng ta nói như thế nào là sự khôn ngoan. Wisdom. Sự khôn ngoan. Wisdom looked like seven things. Sự khôn ngoan thì nó trông giống như bảy điều. Yeah. So when if we're counseling people, talking to people. Khi chúng ta tư vấn cho người ta và nói chuyện với người ta. And we're counseling in the heart and spirit of wisdom. Và chúng ta tư vấn đúng không? Chúng ta nói chuyện ở trong linh của sự khôn ngoan. What does that look like? Thì cái sự khôn ngoan nó trông như thế nào? Firstly, it looks like. Thì đầu tiên nó trông như thế này. The first thing is it is. Điều đầu tiên đó là gì? Pure. Rồi, thấy sao? It is pure. Right, pure. Yeah. Right. It's not contaminated. Chứ không có gọi là bị ô nhiễm. It doesn't have an intent that is selfish. Chứ không có ý định ích kỷ ở trong đó. The purity of the heart is to help somebody else. Cái tấm lòng thánh sạch của cái người đó là mục đích là gì? Để giúp đỡ một người khác. Purity means there's no judgment or condemnation. Sự thánh sạch có nghĩa là gì? Yeah. Không có một sự lên án định tội nào cả. You know, it's about just being clean, being pure, and supporting somebody. Tức là gì? Khi chúng ta hỗ trợ giúp đỡ ai đó, thì chúng ta là cái người thánh sạch, chúng ta được thanh tẩy. The Bible says, be ye holy, even as I am holy. Kinh Thánh cho biết rằng các ngươi hãy thánh vì ta Đức Giê-hô-va là thánh. Blessed are the pure in heart, why? They will see God. Phước cho những ai có tấm lòng trong sạch, vì sao ạ? Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời. The Bible tells us to daily examine our hearts. Kinh Thánh truyền bảo chúng ta là hãy tra xét lòng của chúng ta mỗi một ngày. And see if there's any wicked way in me. Và xem thử ở trong tôi đó có đường lối gian ác nào hay không. And lead me in the way everlasting. Và hãy dẫn tôi đi đến con đường đời đời. Our hearts is the heartbeat of everything we do. Tấm lòng của chúng ta chính là nhịp đập trong mỗi mọi điều mà chúng ta làm. Of our heart, the mouth speaks. Bởi sự đầy dẫy của lòng chúng ta, miệng nói ra. If there's corruption or impurity or evil intents within our heart. Nếu mà ở trong lòng của chúng ta có những ý định xấu xa, có sự bất ngoại hay là bại hoại nào. It's going to come out our mouth. Thì nó sẽ bộc phát ra nơi miệng của chúng ta and rồi. It's going to influence the way we speak and talk to each other. Và nó sẽ ảnh hưởng cái cách mà chúng ta nói, chúng ta truyền thông với nhau. And so we need to diligently guard our heart. Và chúng ta cần phải siêng năng anh giữ tấm lòng của chúng ta. Because out of the issues of life. Bởi vì đúng không, từ cái sự đầy dẫy từ trong lòng chúng ta mà buồn sự sống của rạp. Without our ears something that doesn't sound right out of our mouth. Nếu mà lỗ tai
chúng ta nghe được cái miệng chúng ta nói một cái gì đó mà nó không có đúng. We need to say, Father, what's in my heart? Thì chúng ta cần phải nói với Chúa rằng, Cha ơi, có điều gì ở trong lòng của con? Ở trong lòng của con cần phải thay đổi cái điều gì? Yeah, because if we're going to be ministers and counselors, then the first part of wisdom is purity. Và nếu chúng ta tư vấn, chúng ta giúp đỡ thì cái phần đầu tiên của sự khôn ngoan đó là sự thánh sạch. Chúng ta muốn đem đến cho người ta lời thánh sạch của Đức Chúa Trời, trong lòng thánh sạch của Chúa Trời. Or mixed up with our own intents and hard attitudes. Chứ không có gọi là bị pha trộn cùng với cái ý định riêng của chúng ta hay là của hội thánh chúng ta. Amen. So the second part is peaceable. Phần thứ hai đó là sự hiếu hòa. We're not aggressive with each other. Chúng ta không có hung hăng với nhau. Yeah. We live in a very aggressive world. Chúng ta sống trong một thế giới tràn đầy sự hung hăng. People can get aggressive quickly with each other. Người ta nhanh chóng trở nên hung hăng với nhau. And we have to learn how to be peaceable with one another. Và chúng ta phải học để chúng ta hiếu hòa với nhau, lắng nghe nhau, and to bring peace. Và đem cái sự bình an. Yeah, to bring words in a way that can be easily heard and listened to. Chúng ta nói ra lời theo một cách nào đó để người ta dễ nghe và dễ nhận. Sometimes words can come out and the words might be okay. Và đôi khi đó thì lời chúng ta nói ra theo cái cách mà có thể nghe được. The tone or the attitude might not be okay. Nhưng mà cái cách giọng của chúng ta, cái thái độ của chúng ta thì lại không có ok, không có ổn. So the tone and the attitude can hinder those words being received by somebody. Cái giọng hay là cái thái độ đó thì có thể ngăn trở cái lời mà chúng ta nói đó không được người khác. People can pick up the tone and the attitude before the words that we speak. Thực ra đó thì cái người ta nhận đầu tiên hết đó là giọng của chúng ta, cái thái độ của chúng ta, cái lời mà chúng ta nói. When we bring wisdom to people, khi chúng ta đem sự khôn ngoan đến cho người ta, it looks like it's peaceable. Thì cái điều chúng ta nói đó, nó phải tỏ ra cái sự hiếu hòa. It sounds nice. Đó, và nghe nó tốt đẹp. It feels nice. Đó, cảm thấy tốt đẹp. It's not aggressive. Chứ không có mang tính chất hung hăng. This is part of the wisdom of God. Và đây là một phần trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. The third one. Điều thứ ba. What is the third one? Điều thứ ba là gì ạ? Gentle. Dịu dàng. Dịu dàng. The gentleness. Sự dịu dàng. A beautiful quality. Là một đặc tính. Một tiêu chuẩn vô cùng là tuyệt vời. Gentleness looks like coming alongside of somebody. Sự dịu dàng thì nó trông như thế này, tức là chúng ta lại gần một ai đó. It's not dominating. Chúng ta không có gọi là overpowering. Chúng ta không có gọi là trên sức hay là trên cơ cái người đó. It's not controlling. Chúng ta không có kiểm soát. Yeah. Gentleness is just coming alongside somebody. Sự dịu dàng có nghĩa là gì? Chúng ta đơn giản là đến bên cạnh của con người nào đó mà thôi. Listening to them. Chúng ta lắng nghe họ. Hearing their heart. Chúng ta nghe tấm lòng của họ. And in that process. Và trong quá trình đó. We have the answer. Chúng ta có câu trả lời. The wisdom of God that will come. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời sẽ đến. Amen. Amen. Gentleness is kind. Sự dịu dàng thì nhân từ. Jesus said, I am meek. Chúa Giêsu nói, lowly of heart. Và ta có tấm lòng nhu mì. Meekness is teachable. Meekness is gentle. Nhu mì là dịu dàng, là hiếu học. Is our example. Chúa Giêsu là tấm gương cho chúng ta. Jesus was meek and lowly of heart. Chúa Giêsu, Ngài có tấm lòng nhu mì, khiêm nhường. And you will find rest for your soul. Và Chúa Giêsu nói các con sẽ tìm thấy sự an nghỉ cho linh hồn mình. When we bring wisdom to people. Vì vậy khi chúng ta đem sự khôn ngoan đến cho người ta. Their souls are not at rest generally. Thì thực ra đó là những linh hồn mà không được yên nghỉ. In turmoil, up and down. Linh hồn của họ ở trong một cái sự bối rối lúc lên lúc xuống. So they don't need more aggression and they don't need roughness. Họ không cần thêm cái sự thô lỗ cọc cằn
hay là cái sự hung hăng đâu. They need gentleness. Cái họ cần là sự dịu dàng. Is easy to be entreated, yeah? Và sự dịu dàng đó thì dễ để chúng ta có thể giao phó cho người ta, để người ta tiếp nhận. The Holy Spirit is our comforter. Đức Thánh Linh là đấng an ủi của and chúng ta. And gentleness is comforting. Yeah. Và sự dịu dàng đó thì nó là sự an ủi. Breaks down walls of defense. Và nó phá đổ đi những cái bức tường gọi là phòng vệ. Many people have walls up. Có nhiều người đó họ giúp cái bức tường lên. Và họ như là họ có những cái hàng rào để mà bảo vệ bản thân họ. And they hide behind those walls. Và họ ẩn mình phía sau những cái bức tường đó. And they watch out from behind those walls. Và từ phía sau cái bức tường đó, họ nhìn ra. And if they feel aggression, và nếu họ cảm thấy có cái sự hung hăng, they'll stay behind the wall. Thì họ vẫn sẽ cứ ở sau cái bức tường đó. And if they feel gentleness, và nếu họ cảm nhận có sự dịu dàng, a little bit over the wall. Thì họ sẽ có thể họ nhún qua bức tường, họ nhìn ra ngoài một chút. Và họ bắt đầu lắng nghe. Và họ bắt đầu mở ra. Và bây giờ họ đã ở trong cái chỗ để mà lắng nghe rồi. Gentleness is really important. Vì thế sự dịu dàng rất là quan trọng. That we might hear. Để chúng ta có thể nghe. And engage with other people. Và chúng ta đúng không, cùng tham gia vào, cùng nói chuyện, giúp đỡ lắng nghe người khác. What's number four? Điều thứ tư là gì ạ? Eatable. Nice. Rồi, dễ nuôi. Eatable. Or easy to be entreated. Yeah. Eatable. If something looks nice and tastes is appealing or smells good. Nếu mà một cái điều gì đó mà nhìn nó lôi cuốn và có một ngửi thì thấy thơm, thấy ngon. We want to eat it. Thì chúng ta muốn ăn phải không nào? We want to make that part of our body. Chúng ta muốn đúng không? Phần thức ăn đó hay là cái đồ ngon đó trở thành một phần của người chúng ta. We want to put that food into our body. Chúng ta muốn bỏ số thức ăn đó vào trong người của chúng ta. When I come to Vietnam. Khi mà tôi đến Việt Nam. I want to put that food into my body. Tôi muốn đúng không? Lấy số thức ăn đó Vietnamese bỏ vào trong người của tôi để trong cái nhà đồng. Thức ăn Việt Nam ngon lắm. When we're counseling people. Khi mà chúng ta tư vấn cho người ta. We want words that they can easily put into their body. Chúng ta muốn nói ra những lời mà họ có thể dễ dàng bỏ vào trong thân thể của họ. That word and they can take it and make it part of them. Họ có thể nắm trọn cái lời mà chúng ta nói và trở thành cái lời trở thành một phần của con người họ. Not difficult to understand. Và không khó để chúng ta hiểu đâu. It's not complicated. Và không khó, nó không có quá là phức tạp. It's not so theory based that they get lost in the theory. Nó không có gọi là mang tính gọi là quá là về lý thuyết và đến nỗi là gì học bị lạc hương trong cái lý thuyết đó. It's not so deep and spiritual that they lose the message. Họ không có gọi là quá sâu nhiệm và thuộc linh đến nỗi là họ đánh mất luôn cái sứ nghiệp đó. You know, it's easy and it's relevant and it's eatable. Nó phải là một lời dễ dàng đúng không? Nó phải là có một cái sự tương thích và We talked yesterday about line upon line and precept upon precept. Ngày hôm qua đó thì chúng ta nói về hàng thêm hàng, dìm mối thêm dìm mối. See, Jesus is the good shepherd. Chúa Giêsu là đấng chăn chiên tốt lành. And Jesus leads us step by step by và step. Chúa Giêsu ngài dẫn chúng ta đi từng bước một. You know, he has a plan and he knows where he wants to take us. Và quý vị biết không ạ? Chúa Giêsu ngài có một kế hoạch và ngài biết nơi ngài dẫn chúng ta đến. The bigger picture for our lives. Và ngài biết về một bức tranh to lớn hơn cho cuộc đời của chúng ta. But if he told us that bigger picture today, it could be too much for us to imagine. Và nếu mà ngày hôm nay đó Chúa kể cho chúng ta toàn bộ cái bức tranh lớn đó thì có thể là nó quá là to lớn để cho chúng ta tưởng tượng được. So Jesus is a good shepherd. Vì thế Chúa Giêsu ngài là đấng tốt lành tốt lợi của đó. Step by step. Vì thế ngài dẫn chúng ta đi từng bước một. And in the same way we were counseling people. Thì cũng tương tự như vậy khi mà chúng ta tư vấn cho người ta. We need to be gentle. Chúng ta cần phải dịu dàng. Step by step. Và dẫn người đó đi từng bước một. And just a little bit at a time. Và cứ mỗi lần như vậy đó, mình giúp đỡ họ một chút. Because
If they eat a good food, và bởi vì sao nếu họ ăn được thức ăn ngon, if they get satisfied from what you're telling them, nếu mà họ cảm thấy thỏa mãn từ điều mà quý vị nói cho họ, they'll come back for more. Thì là sau đó họ sẽ tới và họ thèm nhiều hơn. Yeah. We know where the good restaurants are in town. Quý vị ở đây là những người rèn về những cái nhà hàng ngon ở trong we'll cái phố này đúng không? Yeah. Quý vị khi mà chỗ nào ngon là mình tới mình ăn thêm. And as pastors and ministers, với tư cách là những người mục sư, những lãnh đạo chúng ta cho nuôi thêm. If they're satisfied, và nếu mà chiên của chúng ta nó thỏa lòng, they'll come back for more. Thì chiên sẽ trở lại để mà ăn nhiều hơn. Yeah, little by little, yeah. Từng chút một. And then we build them up. Và sau đó chúng ta xây dựng họ. And they grow. Họ lớn lên. They grow and grow. Lớn lên và lớn lên. Yeah. And then they start to feed their people that they start ministering to. Và thế là họ bắt đầu nuôi dưỡng những người họ bắt đầu giúp đỡ người Chúa. They learn from you. Và bắt đầu từ chỗ quý vị. They impart that into the ones that they get. Họ nhận được quý vị và họ bắt đầu cũng chuyển giao lại cho những người mà họ môn đồ hóa. What's the fifth one? Rồi, vấn đề thứ năm. Là gì ạ? Yes, compassion. Lòng trắc ẩn. Compassion or mercy. Hay là full of mercy. Lòng thương xót. Đây lòng thương xót. It was full of mercy and. Đây lòng thương xót và cái gì ạ? Good fruits. Good fruits. Rồi, bông trái tốt lành. Full of mercy. Đây lòng thương xót. Unconditional love. Tình yêu thương vô điều kiện. You know, sometimes sheep in the natural, they biết đâu hoặc về những con chiên đó về tự nhiên. They run around in the paddock. Thì đôi khi đó thì khi ở ngoài đồng nó chạy chỗ này chỗ kia luôn. And they've got a whole paddock to play in. Và nó có nguyên cả một cái đồng rộng lớn để mà nó chơi. But sometimes they run into the bush and they get caught up in the bush. Nhưng mà nhiều lúc nó chạy lùng vô cái bụi cây và nó bị mắc kẹt ở trong đó. And they can't get out of the bush. Và nó không thể nào thoát ra khỏi cái bụi cây đó. So the farmer has to come and pull it out. Vì thế cái người nông dân nó phải tới để mà lôi nó ra. Pull out all the branches and the thorns that get stuck in its fur. Và thế là gì? Ông ta bắt đầu mới lấy ra những cái cành cây, những cái gai mà bị mắc kẹt trong cái bộ lông của nó. Put it back in the paddock. Và sau đó là gì? Đặt nó vô cánh đồng nó trở lại. The sheep sometimes runs around in the paddock. Và những con chiên nó đôi khi nó chạy qua chạy lại trong cái cánh đồng. Runs back into the bush. Và nhiều khi nó đã mắc kẹt vô rồi đúng không? Không có ra được bài học và kẹt vô đó tiếp. And okay. We think, are you a dumb sheep? Và nhiều lúc mình nghĩ là ủa chứ sao mày là con chiên sao mà ngu quá vậy? Sometimes sheep will run back into the bush. Đôi khi nó thì những con chiên đó, nó sẽ chạy trở lại vô cái bụi cây đó và lại bị mắc kẹt. So we have to have compassion. Vì thế chúng ta phải có lòng trắc ẩn. Gently take them out of the bush. À, dìu dàng kéo nó ra khỏi bụi cây. Gently take them out of the situation that's ensnared them again. Và dìu dàng lôi họ ra khỏi cái hoàn cảnh mà and họ đã bị mắc kẹt nhiều lần nữa. This is where you need to play. Don't play in the bush. Play over here. Và mình nói cho chúng nó biết rằng chơi cái chỗ này nè, chơi chỗ này đừng có chơi cái chỗ kia. Sometimes they get stuck again. Đôi khi đó mình nói xong rồi chúng nó lại vẫn bị mắc kẹt. Lại mắc kẹt một lần nữa. Lại một lần nữa. So we need lots of compassion. Vì thế chúng ta cần rất là nhiều lòng trắc ẩn, lòng thương xót, sự tha thứ, faith, rồi đức tin, hope, rồi hy vọng, tình yêu thương, sự nhẫn nại. Chúng ta cần bông trái tốt lành to believe again. Để chúng ta lại tin nơi họ một lần nữa. Because we know one day. Bởi vì chúng ta biết rằng một ngày kia. They're not going to run into the bush. Chúng nó sẽ không còn chạy vô bụi cây nữa. You know they're going to stay away from the bush. Mà thấy bụi cây là chúng nó tránh xa. But we have to keep believing with them. Nhưng mà chúng ta cần phải tiếp tục tin với họ, giúp đỡ họ. Little by little. Từng chút một. Start to break free. Và họ sẽ bắt đầu được tự do. And it's a process. Đó là một quá trình. That's why we need to be gentle. Đó là lý do chúng ta cần phải dịu dàng. We need to be full of mercy. Và chúng ta cần phải đầy lòng thương xót. Every day is a new day. Và mỗi ngày là một ngày mới. Right.
And we thank God for His unconditional love for us. Và chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì Ngài, vì tình yêu thương vô điều kiện của Ngài cho chúng ta. We get stuck in the bush. Thân chúng ta trước đây cũng hay bị kẹt trong cái bụi cây đó. We get stuck with mindsets. Chúng ta bị mắc kẹt trong cái não trạng của chúng ta, trong cái hành vi của chúng ta, và trong cái thái độ của chúng ta. But God is so merciful towards us. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đầy lòng thương xót đối với chúng ta. His unconditional love. Tình yêu thương vô điều kiện của Ngài. He'll get us out. He'll tell us what we need to do, and He'll encourage us and keep going. Ông Chúa kéo chúng ta ra, Chúa bảo chúng ta việc cần phải làm và Chúa khích lệ chúng ta làm việc đó. Và chúng ta rất là biết ơn Chúa về việc đó. That He never gives up on us. Đó là gì? Chúa Ngài không bao giờ bỏ cuộc về chúng ta. While we have breath, He will always believe the best for us. Chừng nào chúng ta còn hơi thở thì Chúa còn hy vọng nơi chúng ta. It is with this mercy. Và cùng với cái sự thương xót đó, love one another, chúng ta yêu thương nhau, that we care for one another, chúng ta coi sóc nhau và giúp đỡ nhau. And this mercy and this love will break through. Và chính cái tình yêu thương này cũng sẽ đem đến cái sự bứt phá. It'll break through the broken hearts. Sẽ bứt phá luôn qua những tấm lòng tan vỡ. The troubled hearts. Sẽ bứt phá qua những tấm lòng bối rối. It'll open the ears and the eyes of people to believe things can be different for them. Và sẽ mở lỗ tai, mở con mắt của người ta để họ có thể tin được rằng mọi sự trong tương lai có thể sẽ có sự khác biệt. And many people who have had troubled backgrounds. Và nhiều người đó họ có những cái quá khứ đầy rẫy cái sự bối rối. Abuse. Rồi có những cái sự tổn thương rồi lạm dụng. They struggle to trust people. Họ có một cái sự tranh chiến để mà tin cậy người ta. They will listen, họ lắng nghe. But they struggle to trust. Nhưng mà để mà tin cậy đó, họ phải tranh chiến vô cùng. We have to not give up on them. Vì thế chúng ta đừng có bỏ cuộc nơi đó. To build their trust with people. Bởi vì chúng ta phải xây dựng cái lòng tin với người ta. That takes a lot of time. Thì cái đó nó mất nhiều thời gian lắm. Patience. Và sự nhẫn nại nữa. Eventually, và cuối cùng, they can come to trust you. Họ sẽ tin tưởng nơi quý vị. But we can't give up because they didn't trust us straight away. Nhưng mà chúng ta không có được bỏ cuộc bởi vì họ không có tin tưởng chúng ta liền. See, love hopes all. Tình yêu thương thì hy vọng, tin. Love never fails. Và tình yêu thương thì không bao giờ là thất bại. The love of God with us and within us will never fail. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời với chúng ta và ở trong chúng ta sẽ không bao giờ thất bại. But patience is critical. Nhưng mà sự nhẫn nại thì vô cùng là quan trọng. So we don't give up. Vì thế chúng ta không có bỏ cuộc. Amen. Amen. Number 6. Điều số 6 là gì ạ? Không tin gì. Impartiality. Partiality. So what is partiality? Rồi, thiên vị là gì? We prefer this body over the other. Awesome. Yeah, good boy. Yes, that's right. Preferring one over another. Tức là gì? Mình ưu người này hơn là người kia. We can sometimes have attitudes that we will work with this person, but not this person. Và đôi khi đó mình có cái thái độ là gì? Ông này thì tôi làm việc, còn ông kia tôi không làm việc đâu. But we need to be open. Nhưng mà chúng ta cần phải mở ra. To all people. Cho với tất cả mọi người. Every nation. Mỗi một quốc gia, every tongue, một sắc tộc, mỗi một ngôn ngữ. God's love is for all the world. Vì cớ tình yêu thương của Đức Chúa Trời đó là cho cả thiên địa. God would that none would perish. Và điều mà Chúa muốn đó là gì? Yeah. Không một người nào bị diệt mất. All would come to repentance. Nhưng mà tất cả mọi người đều phải ăn năn. Is a change of heart. Sự ăn năn là gì? Là sự thay đổi tấm lòng. It's a cleansing of the heart. Là một sự thanh tẩy tấm lòng. It's a forgiveness of our old way. Là sự tha thứ cái đường xưa lối cũ của chúng ta. Changes our heart. Và chính cái sự ăn năn nó thay đổi lòng của chúng ta. And we receive a new heart. Và chúng ta nhận cho mình một tấm lòng mới. And a new way of doing life. Và một cách một lối sống mới. The Bible tells us how to live our lives.
when we're born again. Và khi Thánh cho chúng ta biết cách để chúng ta sống đời sống của chúng ta khi chúng ta được tái sinh. We must have a heart like Jesus. Chúng ta phải có lòng giống như Chúa Giêsu. Go into all the world. Đi khắp thế gian. And preach the gospel. Và rao giảng về Tin Lành. Go into the highways and go into the byways. Đó, đi ra những con đường cái và những con đường mòn đường nào cũng đi. Fly the flag of Jesus into the world. À, chúng ta cầm theo ngón cờ của Chúa Giêsu, cầu xin Chúa Giêsu và chúng ta đi khắp thế gian. Yes. We can't be partial. Chúng ta không thể nào khiên bị được. We can't say we'll only work with this one, but we won't work with. Chúng ta không thể nói là gì? Tôi chỉ làm việc với cái người này thôi, còn người kia tôi không làm việc. We must be open to. Chúng ta phải mở ra với tất cả mọi người. Amen. Amen. And the seventh one. Rồi là số 7 rồi. Without. Số 7 là gì ạ? Không dùng tiền giả. Đi vào cái gì? So what's hypocrisy again? Giả hình là gì? Quý vị trả lời lại một lần nữa nào. Yeah. A real preacher, not a false preacher. Rồi, giả hình đó là không dùng hình giả thế thôi. It's saying one thing. Có nghĩa là gì? Nói một điều. And doing something else. Thề mình lại làm một điều nó trái ngược với điều kia, nói một đằng. Telling somebody not to do this and this and this. Mình nói cho người này rằng đừng có làm cái này nha. But we do this and this and this. Nhưng mà mình thì làm cái này. So that's hypocrisy. Và cái đó gọi là hình giả. Yeah. We need to be genuine. Chúng ta phải là chân thật. And we need to be real. Chúng ta phải là thật. We walk the talk. Nói sao thì chúng ta phải sống như vậy. We talk and we walk and that's the same thing. Và khi mà chúng ta nói và chúng ta làm theo đó, thì chúng ta nói với làm nó chỉ là một điều thôi. That we are people of our word. Chúng ta là người giữ lời. That if we say we're going to do something, we do it. Nếu chúng ta nói mình làm cái gì đó thì mình sẽ làm. If we say we're going to meet somebody, we agree and we stick to our commitment. Nếu mà chúng ta nói mình sẽ gặp được ai đó thì mình phải giữ cái lời hứa hay là cái hẹn của mình. Yeah. If we say we're going to help somebody, then we help them. Nếu mình đã nói là mình giúp đỡ ai đó thì mình phải giúp họ. Yeah. Otherwise they go, you're all talk and you don't do what you say you're going to do. Còn không thì người ta sẽ nói rằng, anh nói thì giỏi nhưng anh đâu làm gì đâu. Yeah. This is hypocrisy. Thì đó là hình giả. And this brings mistrust into the heart of that person. Và cái điều đó nó sẽ gây cho cái lòng của người ta nó mất đi cái sự tin tưởng. In New Zealand we say you're all kaka. You're kaka. You're all false. Và ở tại New Zealand đó thì chúng tôi có cái câu là you all kaka. Kaka. You don't do what you say. Có nghĩa là gì? Anh không có làm cái điều mà anh nói. I can't trust you. Tôi không thể tin anh được. Amen. So we need to be people who are true to our word. Vì thế chúng ta phải là những người nói sao thì làm vậy. If we say we're going to do something, then we do it. Nếu chúng ta nói chúng ta có thể làm việc gì đó được thì hãy làm đi. And that will bring integrity. Và cái đó nó sẽ đem đến cái sự liêm khiết. Bring truth. Đem đến sự thật. And it will bring hope to those people. Và đem đến hy vọng cho những người đó. And so this is the spirit of wisdom. Và đây chính là linh khôn ngoan. Yeah. And this is the way that we need to engage with one another. Và đây cũng là cách mà chúng ta nên làm việc chung được với nhau. And it's the way we need to engage with the world. Và đây cũng là cách mà chúng ta nên đúng hành xử hay là làm việc ngoài kia nhà. When we're meeting people. Khi mà chúng ta gặp được con người. Talking with people. Khi chúng ta nói chuyện với con người. We're listening. Thì chúng ta lắng nghe. We're trying to gain an understanding. Chúng ta khi lúc lắng nghe đó thì mình muốn có một sự hiểu biết. Understanding is in our heart. Và linh của sự hiểu biết đó, sự thông hiểu đó, nó ở trong lòng của chúng ta. Và khi chúng ta lắng nghe. And we gain understanding. Và chúng ta có được sự thông biết. We have God's wisdom. Rồi thì chúng ta có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Để mà đưa ra câu trả lời. The Bible tells us to ask for wisdom. Kinh Thánh bảo chúng ta hãy cầu xin sự khôn ngoan. Because God will give us wisdom liberally. Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta sự hào phóng một cách rộng rãi. Abundantly. Một cách dư dật. And so when
I'm talking with people sometimes. Và đôi khi đó khi tôi nói chuyện với người ta. And I'm trying to get an understanding of what's happening. Và tôi đang muốn hiểu về cái điều gì nó đang xảy ra. I'm asking the Lord, Father, what's your wisdom here? Và tôi hỏi Chúa, Cha ơi, sự khôn ngoan của Ngài ở đây là gì? Spirit, one ear, I'm listening to the Lord. Ở trong tâm linh đó thì một tai đó tôi nghe Đức Chúa Trời. Father, what's your answer for this person? Cha ơi, câu trả lời của Ngài cho người này là cái gì? Là cái chi? Chúa biết họ cần cái gì. And so I'm listening and I hear the heart of God come through. Và thế là tôi lắng nghe và tôi nghe được tấm lòng của Chúa Trời, sự khôn ngoan của Chúa Trời. Và khi sự khôn ngoan của Ngài đến, it's easy to be entreated. Thì lúc đó dễ dàng để chúng ta nuôi người kia. It's easy to eat. Dễ để người ta người kia ăn. The person is satisfied. Và người kia ăn xong thì cho nên thỏa lòng. These are the practical things that we will look at. Đây là những vấn đề rất là thực tiễn mà chúng ta cần phải xem xét. The first practical aspect of counseling is to listen. Và một trong những cái điều thực tiễn khi mà chúng ta đi ra tư vấn hay là cố vấn đó là gì? Lắng nghe. We need to listen. Lắng nghe. And we need to discern the need or what is going on for this person. Và chúng ta cần phải xác định rõ là cái nhu cầu của người đó, cái nan đề của họ là cái gì. See, the Lord has given us gifts. Chúa đã ban cho chúng ta những cái ân tứ. God has given us the gift of discernment. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta ân tứ của sự phân biệt. The gift of knowledge. Rồi ân tứ lời tri thức. The gift of prophecy. Rồi ân tứ tiên tri. Many gifts. Nhiều ân tứ. He has given us. Ngài đã ban cho chúng ta rồi. These are our tools. Đây là những công cụ của chúng ta, đồ nghề của chúng ta. They will help us unlock the heart of that person. Và các đồ nghề đó sẽ giúp đỡ chúng ta để mở khóa lòng của người ta. And so we're listening to the Spirit of God. Và thế là chúng ta lắng nghe Thánh Linh Đức Chúa Trời. And we're learning to discern what the need is. Và chúng ta cố gắng để chúng ta xác định rõ nhu cầu là gì. We have to remember. Chúng ta cũng cần phải nhớ rằng. Don't be hasty or quick to give an answer. Chúng ta đừng có vội đoan, vội vã đưa ra câu trả lời. Sometimes we can listen to somebody. Và đôi khi đó mình có thể mình lắng nghe một ai đó. And we go, oh, I know what they need, and we jump in with an answer. Rồi thế là lập tức mình nói, mình biết câu trả lời cho người đó rồi, thế là mình nhảy vô, mình đưa câu trả lời liền. But sometimes we haven't listened enough. Nhưng mà thực ra đó thì mình lắng nghe chưa có đủ. Sometimes we haven't got the whole picture. Và đôi khi đó mình không có nắm được cái bức tranh toàn cảnh. We need to identify with the problem. Chúng ta phải xác định cái nan đề là gì. We call this empathy. Và chúng ta gọi đó là cái sự đồng cảm. Empathy is the ability to feel the heart of what that person is going through. Đồng cảm là gì? Là khả năng để chúng ta cảm nhận được cái điều người kia đang cảm nhận. Empathy is a beautiful part of counseling. Sự đồng cảm đó là một cái phần vô cùng là tuyệt vời của sự tư vấn. Sometimes when people are telling me sad stories of their life. Và đôi khi đó khi người ta kể cho tôi những câu chuyện buồn về cuộc đời của họ. And they begin to cry. Và tôi bắt đầu khóc. I begin to cry too. Và họ khóc và tôi cũng khóc theo luôn. Yeah, I cry with them. Tôi cùng khóc với họ. Not because I'm upset. Không phải vì có tôi buồn gì cả. But I'm feeling their pain. Nhưng mà vì có tôi cảm nhận cái nỗi đau của họ. And so I identifying with them. Và tôi cùng xác định vấn đề cùng với họ. This is really difficult for them. Và điều này mình biết được rằng cái điều này đối với họ vô cùng là khó khăn. And that identification. Và trong cái lúc mà tôi xác định cái vấn đề đó. And I'm curious about what's going on for them. Và tôi tò mò là cái điều gì đang xảy ra với họ. This is the heart of listening. Đây là tấm lòng lắng nghe. This is the heart of being curious. Và đây là tấm lòng tò mò. Empathy is being able to hear and listen and identify with these situations. Lắng nghe đó là gì? Chúng ta có thể cảm thông, chúng ta nghe, xác định được thì hoàn cảnh của họ. Chúng ta đừng có gọi là vội vàng đưa ra câu trả lời. We have to be careful not to be quick to just give an answer. Chúng ta phải cẩn thận để chúng ta không có vội đưa ra câu trả lời. But we need to take time. Nhưng chúng ta cần phải để thời gian. To listen. Để lắng nghe. And to explore what's happening for them. Và để chúng ta khám phá xem điều gì đang xảy ra cho họ. We need to minister or counsel
at the level of their understanding. Chúng ta cần phải giúp đỡ hay là tư vấn theo cái mức độ hiểu biết của họ. If we're talking to an 8-year-old, nếu mà chúng ta nói với lại một người mà 10 tuổi, we need to counsel at an 8-year-old level. Yeah. Xin lỗi, 8 tuổi. Nếu mà chúng ta tư vấn cho một đứa bé 8 tuổi thì chúng ta phải nói ở cái cấp độ của nó. We need to frame our language so that an 8-year-old will understand it. Chúng ta phải sử dụng cái ngôn từ làm sao để một đứa bé 8 tuổi có thể hiểu được. If we're speaking to an 18-year-old. Nếu mà chúng ta nói cho một thanh niên 18 tuổi. We need to talk and communicate in a way that an 18-year-old would understand. Thì chúng ta phải nói, phải truyền đạt làm sao để một người thanh niên 18 tuổi có thể hiểu được. We have to minister at the level physically and mentally and developmentally that they can understand. Chúng ta phải giúp đỡ và tư vấn cho họ, đúng không? Tùy nói chung là một cách phù hợp với cái về phần xác thịt của họ cũng như là về cái sự hiểu biết về tâm trí cũng như là cái thuộc linh của họ. Yeah, yeah. Cho nó phù hợp. We're not here to tell people what to do. Chúng ta không có ở đây để bảo người ta điều cần phải làm. Counseling is not telling people what to do. Tư vấn không có nghĩa là, không phải là chúng ta bảo người này làm cái này hay là làm cái kia. Counseling is listening. Tư vấn là lắng nghe. Discerning. Discerning and sharing some thoughts with them. Và chia sẻ những cái suy nghĩ với họ. Yeah. So we're looking to just help impart some ideas, some thoughts, some truth to help guide their life. Và chúng ta cũng chia sẻ một số những cái sự chuyển giao, cái suy nghĩ cũng như là những cái sự khôn ngoan để giúp đỡ họ cải thiện đời sống của mình. So often people aren't looking for a teacher, they're looking for a friend. Và nhiều lúc người ta không có tìm sư đâu quý vị, người ta không có tìm giáo sư đâu, mà cái người ta tìm đó là một người bạn. Yeah. And often people don't want to be told what to do, they just want to get that you understand them. Và nhiều lúc cái người ta cần không phải là câu trả lời của quý vị, nhưng mà là một cái sự thông hiểu, sự cảm thông của quý vị. As you get that you understand them. Và khi mà quý vị hiểu được họ rồi, this helps them. Thì điều đó sẽ giúp đỡ họ. And it strengthens them. Và sẽ củng cố họ. We need to gain their confidence. Chúng ta cần phải có tự tin. We need to relate with them first. Trước tiên đó thì chúng ta phải có cái mối quan hệ với họ trước. We need to find points of connection with them. Chúng ta phải tìm một cái điểm mấu chốt nào đó để chúng ta có cái sự kết nối với họ. We're not going deep into issues of their lives. Chứ chúng ta đừng có vội đi liền, đừng đi sâu vào những cái vấn đề ở trong cái đời sống của họ. Without first building relationship and relating with them. Mà trước tiên nó không có xây dựng cái mối quan hệ hay là cái sự quan hệ với họ. This is critical. Điều này vô cùng là quan trọng. To be able to first of all establish a connection. Trước tiên đó là chúng ta hãy thiết lập cái sự kết nối. And establishing a connection, we build that trust with them. Và trong quá trình mà chúng ta thiết lập cái sự kết nối đó thì chúng ta đang xây dựng cái lòng tin. As we build that trust with them, then their ears now and their hearts are open to hear what you have to say. Và khi chúng ta đã xây dựng được cái sự tin tưởng ở nơi lòng của họ rồi thì bây giờ lòng của họ, lỗ tai của họ sẽ mở ra với điều mà quý vị nói hay là chia sẻ. We need to do the little things like remember their name. Chúng ta cần phải làm những điều nhỏ bé, ví dụ như là mình nhớ tên của họ. Yeah. And use their name. Và chúng ta dùng tên của họ. Yeah. Remember the things that they're interested in. Chúng ta nhớ những điều mà họ quan tâm. And refer back to things that they might be interested in. Và chúng ta cũng nhắc lại về điều mà họ quan tâm trong lúc mà mình nói chuyện đó. Use the opportunity to build connection and friendship with that person. Chúng ta cũng phải sử dụng, đúng không? Again, please. Use this opportunity to build connection and friendship. Chúng ta cần phải sử dụng cái dịp điện này để chúng ta xây dựng tình bạn và sự kết nối. Ask questions. Và chúng ta cũng đặt những cái câu hỏi. Don't do all the talking. Chứ đừng có lúc nào thì tôi nói một đằng. Ask them. Are you okay? Tôi nói một lèo. Mình phải hỏi là ủa anh chị có ổn không? Are you understanding what I'm saying? Anh chị có hiểu điều mà tôi đang nói hay không? Do you believe there's a problem? Và anh chị có tin rằng đây là những cái nan đề hay không?
And what stops you from moving forward? Và điều gì ngăn anh chị em đi về phía trước? Yeah. What's going on for you? Và mình hỏi là hiện giờ thì anh chị em có điều gì đang xảy ra với mình? We need to check in and ask permission with them. Chúng ta cần phải hỏi và xin phép họ. Especially if we ask personal questions. Đặc biệt khi mà chúng ta hỏi những câu mang tính chất riêng tư. We can say, do you mind if I ask you this? Thì mình có thể hỏi như thế này, anh chị có phiền khi mà tôi hỏi cái điều này hay không? We might have a thought or be curious about something. Có thể chúng ta suy nghĩ hay là chúng ta có một cái sự tò mò về một vấn đề gì đó. Yeah, we need to ask, do you mind if I ask you this question? Và chúng ta cần phải hỏi, thì mình hỏi như thế này, anh chị có phiền khi mà tôi hỏi cái điều này hay không? Cái điều này có ok với anh chị hay không? And if they say no, then we don't ask that. Và nếu họ nói không thì câu đó chúng ta không có hỏi nữa. If they say yes, nếu họ nói à được, we gently proceed. Thì chúng ta dịu dàng, chúng ta mềm mại, chúng ta tiếp tục hỏi. Because we're building connection, relationship and friendship with this person. Bởi vì chúng ta đang xây dựng cái sự kết nối, cái tình bạn. Remember, it's a long journey. Và chúng ta nhớ cho rằng đó là một hành trình dài. Đó là một hành trình chúng ta thực hiện từng bước một, phải không ạ? Ask them, would you like me to pray with you? Và chúng ta hãy hỏi họ là anh chị có muốn tôi cùng cầu nguyện với anh chị hay không? Don't just presume that we can pray with somebody. Chứ đừng có giả định rằng chúng ta có gặp ai chúng ta cũng có thể cầu nguyện với họ được. We can say, prayer really helped me. Và chúng ta có thể nói với họ, mình mở ý như thế này à, đối với tôi đó thì sự cầu nguyện nó vô cùng là hữu dụng. Would you like me to pray for you? Bây giờ anh chị có muốn tôi cầu nguyện với anh chị không? If they say no, nếu họ nói không, then we don't. Thì chúng ta không cầu nguyện. They say yes, nếu mà họ nói được, we can pray. Thì chúng ta có thể cầu nguyện. We have to always, we're guided always by them. Yeah? We're always guided by their response. Đây là gì? Cách mà chúng ta được hướng dẫn thì chúng ta phải căn cứ theo cái phản ứng của họ. We move at the level that they are moving at. Chúng ta hoạt động theo cái tốc độ hoạt động của họ. And that's step by step and little by little. Chúng ta đi từng bước một và từng chút một. Always leave that person with a positive note. Mỗi lần chúng ta rời đi đó thì chúng ta phải luôn để lại một cái ấn tượng tích cực cho cái người đó. I've really loved talking with you. Mình nói như thế này, tôi rất là thích khi mà nói chuyện với anh chị. I've enjoyed our time together. Và vui hưởng thời gian chúng ta có với nhau. Maybe we can talk again sometime soon. Và có thể một ngày nào đó nếu mà bạn không buồn ngủ thì chúng ta có thể nói chuyện tiếp với nhau. God bless you. Và xin Chúa ban phước cho anh chị. Yeah. And we always leave them with hope. Chúng ta luôn luôn để lại hy vọng cho họ. We never leave them in a desperate state. Chứ chúng ta không có rời đi và để họ trong tình trạng tuyệt vọng. With some form of hope. Chúng ta ra đi và để lại cho họ, đúng không? Sự hy vọng dù là hình thức nào đi chăng nữa. This is really tough for you right now, but it's going to work out. Mình nói như thế này, tôi biết điều này đối với anh chị hiện bây giờ vui cùng khó khăn, nhưng mà sẽ có hơn thôi. We'll help you to work it out. Chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn để mà vượt qua được. And always have your personal testimony available to share. Và quý vị khi mà tư vấn nó phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng lời chứng cá nhân khi mà chia sẻ. In ISOM we did evangelism. Ở trong môn ISOM đó thì chúng tôi có cái môn gọi là truyền giảng. To bring our testimony in 3 minutes. Yeah. Và đúng không? Thì khi mà chúng ta làm chứng thì mình làm chứng trong 3 phút. When we're counseling, khi mà chúng ta tư vấn, we can quickly bring our testimony into the situation. Chúng ta có thể nhanh chóng chúng ta lồng cái hoàn cảnh của chúng ta, cái lời chứng của chúng ta vào trong cái cuộc nói chuyện. And we need to know the Romans Road. Và chúng ta cần phải biết về con đường. Who knows the Romans Road? Người nào quý vị có phải đường phải biết không? Con đường Roma rồi. Roman 3:23 is. Roma đoạn 3 câu 23 là. What? Nó là anh này yes, for all have sinned and fallen short of the glory of God. Vì tất cả mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Romans 6:23. Roma đoạn 6 câu 23. Yes, the wages of sin is death. Tiền công của tội lỗi là sự chết. The gift of God is eternal life. Và
và sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. Romans 5, what's Romans 5:8? Roma đoạn 5 câu 8 là gì ạ? Yes, God commended His love towards us. Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta, đang khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta mà chết. Đoạn 10 câu số 9. Fantastic. Rồi, if vô cùng you tuyệt vời. Confess with your mouth. Nếu mà quý vị xưng miệng bằng môi miệng và tin nơi lòng của mình rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ kẻ chết, you shall be saved. Hey, yeah. Anh chị em sẽ được cứu. And this Romans road we have in our heart always reading like our testimony. Và to share and to encourage and to support anyone that we are counseling. Và con đường Roma phải luôn luôn vẫn bị sẵn sàng ở trong lòng của chúng ta, giống như là một cái lời chứng cá nhân để chúng ta chia sẻ, chúng ta giúp đỡ và chúng ta hỗ trợ cho những người mà chúng ta đang giúp đỡ và tư vấn. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So we'll take a short break and then we'll be back. Và bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao và chúng ta sẽ quay trở lại.